Thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 11, hãng tin Reuters đã đưa tin một người đàn ông thiệt mạng sau khi một chiếc cabin cáp treo chở anh ta bị gãy và rơi xuống đất ở Cộng hòa Séc hôm ngày 31 tháng 10. Vụ việc đã khiến cho 15 người bị mắc kẹt trong một cabin khác phải chờ nhân viên cứu hộ giải thoát. Theo Reuters, chiếc cabin bị rơi thuộc hệ thống cáp treo ở ngọn núi Zestet, nằm phía bắc Cộng hòa Séc. Lực lượng cứu hộ cho biết, chiếc cáp treo gặp nạn vốn được lên kế hoạch đưa đi bảo trì 12 ngày từ ngày 1 tháng 11. Đoạn video quay lại từ hiện trường do một đài truyền hình địa phương thực hiện cho thấy khoang cabin cáp treo nằm trên mặt đất và bị hư hỏng nặng nề. Vụ việc khiến người đàn ông có mặt bên trong cabin bị rơi thiệt mạng ngay tại hiện trường. Trong khi đó, 15 người khác bị mắc kẹt trong khoang cabin thứ hai đã được nhân viên cứu hộ đưa xuống đất bằng xe cứu hỏa.